bị một xe taxi từ chối chở, nữ diễn viên cho rằng đăng đàn tố người Việt kỳ thị, cho rằng người Hàn ra đường cũng bị chửi rủa và bày tỏ sự thất vọng vì mới đây còn là đất nước của Bắc Hàn sao mà. Mới đây, trên Instagram của mình, nữ diễn viên Cho Dân đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn nhận được từ một tài xế xe hơi công nghệ. Người tài xế này gửi tin với nội dung, không chở người Hàn Quốc. Cô không che mặt, tên và biển số của tài xế. Bài viết mà nữ diễn viên này chia sẻ, Cho Dân, nữ diễn viên cho rằng mình bị kỳ thị ở Việt Nam. Bức hình được Cho Dân chia sẻ trong sự bức xúc, tin nhắn từ chối chở người Hàn mà tài xế gửi cho tôi. Tình trạng kỳ thị Hàn Quốc tại Việt Nam đang trở nên vô cùng tồi tệ. Họ không đồng ý đi chung thang máy với người Hàn, và còn chửi rủa người Hàn Quốc đang đi trên đường nữa. Thậm chí bảo vệ còn tìm đến tận nhà để giám sát, kiểm tra thẻ tạm trú và hộ chiếu, kiểm tra nhiều lần xem mình có đến từ Hàn Quốc hay không. Thực sự ở đây khác gì Bắc Triều Tiên cơ chứ. Chủ nghĩa của nơi này đáng sợ thế đấy. Chỉ mới đây thôi vẫn còn là đất nước của Bắc Hàn Seo. Sao giờ mọi chuyện lại thành thế này? Tôi phải tiếp tục sống như thế này trong bao lâu nữa đây? Thật đáng sợ, thật đáng ghét. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bài viết của Choi Chan đã khiến nhiều cư dân mạng của cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc chú ý. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, nhất là trong bối cảnh 20 hành khách Daegu bị cách ly ở Việt Nam chưa được lắng xuống. Nhiều cư dân mạng Việt đã tổng công kích bài post của Choi Chan, đến mức cô nàng phải khóa Instagram cá nhân của mình lại. Cô từng chia sẻ nhiều hình ảnh mình và gia đình ở Việt Nam trước đó. Các cư dân mạng Việt cho rằng, việc cách ly, kiểm tra cặn kẽ tất cả những người đến từ vùng dịch bệnh là điều vô cùng đúng đắn. Dù đã tạm thời sạch dịch, thế nhưng trong bối cảnh là một nước sát biên giới tâm dịch Trung Quốc, có nhiều khách du lịch đến từ tâm dịch Hàn Quốc, việc nước ta cẩn trọng trong công tác điều tra tiền sử dịch tễ cũng như sát sao. Trong việc cách ly sẽ giúp dịch bệnh không tái bùng phát ở Việt Nam. Video liên quan hiện tại, vì Instagram của Choi Chan đã bị khóa, nhiều người tiếp tục tìm vào Twitter cá nhân của Choi Chan, công kích vì bài viết của cô trên mạng xã hội. Được biết, Choi Chan từng gây rung động truyền thông Hàn Quốc với phong trào MeToo khi chia sẻ chuyện mình bị Jo Jae-hyun quấy rối. Cộng đồng mạng bênh vực hành động của tài xế công nghệ Phương Chung, theo Thế Giới Trẻ Let's Explore Us.